Mừng anh đến quê em cho con đường mới cho đôi trẻ xanh. Bạn em nhớ không anh mang dự án giảm nghèo. Ở Kẻ Nính, trên những cánh đồng, đâu đâu cũng thấy cảnh nhân dân Kẻ Nính hăng say lao động. Những hạt giống của niềm tin vào ngày mai tươi sáng đã được gieo xuống, rồi nảy mầm, sinh sôi và thành quả ở ngay trước mắt. Trong những bó lúa chữ chịt trên vai, xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của chính họ, dù họ là người bình thường hay những người có hát. Cái mấu chốt để đưa phát triển kinh tế, đưa cơ giới hóa vào á, là cái người đứng đầu, là bí thư, phó bí thư với các đảng viên, các đầu ban ngành, từ nông dân cho đến phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, phải gương máu đầu tàu, phải thật nhiệt tình, phải vì dân, vì nước, phải biết lăn lộn, biết vì dân, lo cho dân, phải nêu gương, phải... của gia đình đã bị bà đốn hạ. Trong khi đúng ra ruộng mía này còn cho bà thu hoạch thêm 3 năm nữa. Năm ngoái là có cái dự án của nhà máy đường á, trồng mía bằng cơ giới hóa. Nhưng mà để làm được cái dự án đó thì phải có đất cho hắn liền kề nhau thì máy mới làm được. Thì trong đó là có đất xung quanh mới có được 9 hát thôi, còn thiếu như hẳn 1 hát phải để liền kề, không cho rời rạc thì họ mới làm được. Sau cuối cùng là không dám bàn với bác ông, tự ý mình ra rồi làm, rồi chặt mía mới được có 2 năm. Nhưng có làm mới thấy, nếu trồng mía theo phương pháp cũ, 1 hecta chi phí sản xuất hết 10 triệu, thì trồng mía cơ giới hóa chi phí giảm còn một nửa. Người dân không tốn công làm cỏ, giống mía mới chịu sâu bệnh tốt, mía nặng, trữ đường cao. Bà Tường làm trước, sau đó bà Tường cùng bày cho rồi làm theo. Mỗi năm thì trồng mía rắc 10, nhưng mà bây giờ năm nay á, mới trồng cái mía họ cho giống mới. Năm nay thấy mía tốt hơn mỗi năm. Bà Tường thì nói chung là tất cả làng mình là tin tưởng vào bà. Cứ như thế, bà Tường trở thành người giữ lửa cho phong trào xóa đói giảm nghèo. Muốn dân bản chăn nuôi gia súc, bà giáo về hưu cũng sắn tay làm chuồng, nuôi trâu. Đàn trâu của bà nay có 8 con khỏe mạnh, mỗi năm cho thu nhập vài chục triệu đồng. Muốn phong trào nuôi gia cầm trong bản mạnh hơn, gia trại của bà giáo lại tiên phong nuôi hàng trăm con.
hay muốn dân bản phát triển ngành nuôi trồng thủy sản, bà giáo ấy cũng đào ao thả cá. Bác Tường là được số 1 của trong bản kể mình. Rất yêu thương mọi người, rất chi là nhiệt tình với bàn, với chị em trong làng. Cái gì không biết là bác cứ tư vấn, hay là cái gì không biết là bác đi hỏi xa về cấp trên xuống rồi trả lời cho dân. Coi như là mọi mặt là bác là chỉ đạo và cả mọi điều là ở trong bàn đi là cứ trông cày vào bác Tường. Một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Và bà Tường đã trở thành mực thước trong công tác và lối sống mọi lúc, mọi nơi, để đảng viên và nhân dân trong bản Kẻ Nính soi vào. Từ đó, nỗ lực không ngừng cho phong trào giảm nghèo của thôn bản. Trưởng bản Vi Văn Xuân là một đảng viên trẻ, năng nổ, xông xáo. Thời gian qua, anh không ngần ngại thử sức với các mô hình kinh tế mới. Được sự giúp đỡ quan tâm của các chính quyền các cấp ấy, và các ban ngành ấy, thì tạo điều kiện giúp đỡ để cho bà con cùng là có cái nguồn vay vốn của nhà nước để đầu tư và phát triển kinh tế. Vợ chồng gia đình thì cũng quyết tâm đầu tư mua bò, cho đến giờ là được cả đàn là 19 con. Xuống học theo cái mô hình của Lâm Trường dưới Châu Bình, mô hình trồng keo. Ở vùng 1 xong sang vùng 2 thì bà con cùng rút ra những cái kinh nghiệm thì chăm sóc rồi phân bón thì hơn thì bây giờ keo nó tốt. Cái keo nó mang lại cái kinh tế rất chi là cao. Được tiếp cận tư duy canh tác mới, người người trong bản hăng say làm kinh tế. Cả những người có hát cũng chăm lo lao động, vươn lên thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo trong bản giảm dần theo từng năm. Có những năm còn vượt chỉ tiêu cấp trên giao. Phấn khởi hơn, đã có những gia đình viết đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo. Chi bộ bản Kẻ Nính đã thực hiện tốt vai trò là đồn lũy của đảng, chiến đấu ở trong quần chúng, là sợi dây chuyền để liên hệ đảng với quần chúng, giúp cho mọi chính sách của đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc ở Kẻ Nính đều tiến bộ không ngừng. Từ cái chi bộ phải nói rằng là rất yếu kém, dần dần là hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ và cho đến là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đảng ủy xem xét đề nghị khen thưởng đối với chi bộ và là các cái tổ chức là đoàn thể chính trị xã hội thì được củng cố kiểm toàn và luôn luôn là phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Bằng tất cả nỗ lực, bản Kẻ Nính giờ đây đã đổi khác rất nhiều. Năm 2014, bản Pà Cọ, một trong bốn bản tách ra từ Kẻ Nính, được Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu ra quyết định công nhận là bản văn hóa. Năm 2018, bản Kẻ Nính cũ cũng được Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu ra quyết định công nhận là bản văn hóa. Đến năm 2019, Pà Cọ và Kẻ Nính đã hợp nhất lại thành một bản, vẫn duy trì tên cũ là Kẻ Nính. Và hiện nay, Kẻ Nính tiếp tục hành trình duy trì, giữ vững danh hiệu bản văn hóa. Bản Kẻ Nính đến nay có thể chưa giàu bằng nhiều bản khác, nhưng điều thành công là đã xây dựng được cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Dân bản hài lòng với những đổi thay mà họ đã làm được từ chính nội lực của mình. Nội lực được tạo nên từ khát khao vươn lên, quên đi quá khứ, xây dựng cuộc sống đàng hoàng hơn, từ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và từ chính niềm tự hào về bản sắc dân tộc quý báu
mà họ đang từng ngày gìn giữ và phát huy. Với người dân Kẻ Nính của chúng tôi là hạnh phúc thứ nhất là hạnh phúc trong bình yên, có công ăn việc làm, kinh tế gia đình vững, đời sống được nâng lên. Đó là cái lớn nhất của... Chúng ta phải mang lại những điều kiện cơ sở vật chất, có cơm ăn, áo mặc, được học hành, được các điều kiện sống ngày càng tốt. Đó là sự yêu thương, đùm bọc, chia sẻ cho con người. Đó là cái môi trường sống để con người cảm thấy được tự do, con người cảm thấy được thỏa mãn những cái nhu cầu về mặt tinh thần. Cái rất quý ở đây là hạnh phúc có một phần rất quan trọng, thậm chí quyết định, đó là cái sự gương mẫu, cái sự đi đầu, cái sự chia sẻ, đùm bọc, đầy trách nhiệm của những người cán bộ lãnh đạo, quản lý. Họ chính là những người đại diện cho Đảng, cho nhà nước, sống với dân, chia sẻ với dân, không chỉ lãnh đạo dân mà còn lắng nghe tiếng nói để thực hiện nguyện vọng của dân. Chính cái điều ấy là một cái điều rất quan trọng để mang lại hạnh phúc cho người dân ở cái bản Kẻ Nính xa xôi.